Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết, Phu Mô Sa nhôm toàn cầu đang âm thầm nuốt chửng Việt Nam. Nhiều chỉ dấu đã cho thấy những tỷ phú Việt Nam đều làm việc vì Trung Quốc sẵn sàng làm gián điệp Hoa Nam và phục vụ những mục tiêu của Hoa Nam. Đúng như cảnh báo của các chuyên gia thế giới, chính sách bẫy nợ của Trung Quốc đang gia tăng trong giai đoạn dịch virus Vũ Hán với những con tốt được bày binh bố trận giải khắp Việt Nam. Những doanh nhân doanh nghiệp kể trên đã và đang âm thầm phục vụ âm mưu bá chủ thế giới cho ông chủ phương Bắc của mình. Báo chí nhiều lần đưa tin về tình trạng doanh nghiệp cá nhân Trung Quốc núp bóng người Việt Nam để mua bán bất động sản để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại ở những vị trí trọng yếu nhằm mục tiêu cuối cùng không phải chỉ vì kinh tế mà còn xâm lược lãnh thổ. Đứng ra đại diện thâu tóm đất thay Trung Quốc không thể không kể tới nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, một nữ doanh nhân quyền lực đang nắm giữ hàng trăm quỹ đất vàng kéo dài từ quận nhất qua quận 3 ở thành phố Sài Gòn. Chỉ là một tiểu thương ở chợ An Đông, Bà Lan, một bước phất lên trời cũng nhờ sự cung ứng tiền vô hạn từ phía Trung Quốc nhờ hôn sự với đại gia bất động sản Hồng Kông Neptskyrich bà Lan đã móc nối được với những quan hệ cấp cao của Trung Quốc chồng bà lại chính là em họ với vị lãnh đạo cho Bù của Đại Lục là Chu Vĩnh Khang nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc Chủ tịch Ủy ban Chính pháp Trung ương Chu Vĩnh Khang đã bị ông Tập cận bình xử rắn vì tham vì tội tham nhũng trong chiến dịch đả hộ diệt ruồi của Tập cận bình phải là sân sau rửa tiền cho Chu Vĩnh Khang, Bàn Lan mới có thể thầu tóm hàng loạt quỹ đất mà không ngần ngại đến tiền. Thậm chí mua đất xong không kinh doanh lại để cho cỏ mọc hoang hoặc cho thuê làm bãi giữ xe suốt ngần ấy năm trời. Mà đâu phải cứ có tiền là có thể thâu tóm đất. Hóa ra có sự giúp sức của ông LTH, người mới nhận án kỷ luật và có khả năng sẽ xa vào vòng lao lý vì những sai phạm động trời không chỉ với người dân Thủ Thiêm mà cả với những mối quan hệ đầy mờ ám với những con người gốc hòa như bà Lan. Không chỉ thu tóm bất động sản, cá mập Trung Quốc cũng đang ăn mòn nhiều ngành công nghiệp quan trọng khác của Việt Nam. Đó là những dự án thép nhôm trị giá hàng tỷ đô la mà đứng đằng sau là sự giật dây của các ông chủ Trung Quốc như nhà máy gang thép Formosa, công ty nhôm toàn cầu, chủ của 1,8 triệu tấn nhôm Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam để chờ xuất khẩu sang Mỹ. Nhiệm vụ của hai doanh nghiệp này không chỉ là phá hoại kinh tế, hủy hoại hình ảnh quốc gia môi trường Việt Nam, đầu độc dân Việt mà có thể là bàn đạp để Trung Quốc đưa quân xâm lược Việt Nam bất cứ lúc nào. Một lĩnh vực cũng rất đáng quan tâm chính là hàng không cũng có bàn chân của Trung Quốc nhúng vào. Hãng hàng không Bamboo Airways của ông chủ thân tàu Trịnh Văn Quyết được báo chí loan tin là đã bán phần lớn cổ phần cho nước ngoài mà ai cũng có thể đoán được đó là nước nào. Hành động này giải đáp cho thắc mắc vì sao Bamboo Airways có thể phất lên nhanh như gió để cạnh tranh với các hãng hàng không lão luyện trong nước với mức giá rẻ như cho. Hóa ra là có nguồn tiền dồi dào ở phía sau cung ứng. An ninh hàng không Việt Nam giờ đây đã trở nên lỏng lẻo khi 12% thị trường hàng không đã về tay láng giềng. Nó sẽ càng nguy hiểm hơn khi Trịnh Văn Quyết đặt tham vọng đạt đến 30% thị trường hàng không cho bầm u Airways. Bằng cách tung ra những tay chân trung thành với nhân dân tệ, Trung Quốc chỉ cần vung tiền thì họ dầm dấp nghe theo. Việc Việt Nam bị Trung Quốc chi phối hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Việt Nam không thể ngồi im mà không ngăn chặn các hoạt động thâu tóm của Trung Quốc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như vậy. Tỷ phú như chúa trộm, thời ai sẽ là ra người ra tay cứu Trịnh Văn Quyết? Tỷ phú hay là chúa trộm các dự án trải dài từ Bắc đến Nam của tập đoàn FLC được hậu thuẫn bởi không ít các quan chức tỉnh, Hầu hết các địa phương đều đưa ra các cơ chế đặc biệt chưa từng có để dước các dự án nhằm hy vọng sự thay ra đổi thịt từ nền nông nghiệp trở thành ngành dịch vụ, trọng điểm với lời hứa từ thuyền trưởng Trịnh Văn Quyết. Dấu ấn của những dự án là những con số lên đến hàng nghìn và chục nghìn tỷ đồng với hàng loạt ý tưởng mới táo bạo mà lãnh đạo tập đoàn FLC vẽ ra với những bức tranh đẹp như ngọc. Song cũng hầu như toàn bộ các dự án này ít nhiều dính những sai phạm lớn không chỉ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng mà còn là vi phạm luật pháp đất đai cũng như quy hoạch. Tôi lấy vài ví dụ điển hình trong hàng trăm sai phạm của FLC đáng lẽ phải xử lý, nhưng cho đến nay các dự án có phần tuề loe ra, không những làm xấu hình ảnh của các khu đô thị mà bản chất của nó là tranh phần đất vàng, đất biển để làm khu nghỉ dưỡng sân gôn vân vân. Dự án FLC Thanh Hóa sân gôn ở Quảng Cư được Thủ tướng chấp thuận quy hoạch đến năm 2020 vào tháng 4 năm 2004. Tuy nhiên tỉnh Thanh Hóa dưới thời của Trịnh Văn Quyết đã vượt mặt Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sáng tháng 5 và một ngày vào sáng tháng 5 ngày tháng 5 của năm 2013. Đặc biệt lãnh đạo tỉnh này cho phép chuyển đổi mục đích hơn 11 hecta đất rừng phòng hộ làm sân gôn là vi phạm các quyết định của Thủ tướng và cho FLC hơn 11 hecta đất rừng phòng hộ thực hiện dự án nghỉ dưỡng khách sạn FLC Sầm Sơn là vi phạm nghị định 23 2006 của chính phủ về luật bảo vệ và phát triển rừng. Một số dự án FLC sầm sơn tổ chức thi công và đưa vào vận hành khai thác khi chưa có giấy phép hoạt động. Và hàng loạt sai phạm khác tại dự án này. Được biết dự án này đầu tư với số vốn lên 10.000 tỷ đồng với quy mô hơn 200 hecta. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và FLC đã giải trình như thế nào với chính phủ? Cũng như tại Thanh Hóa và các dự án FLC ở Vĩnh Phúc, Quy Nhơn cũng dính vô và những sai phạm nhưng đến nay vẫn không bị xử lý. Ngay tại quê hương của vị tỷ phú này, hơn 256 hecta đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ cho dự án Vĩnh Thịnh An Tường. Tại dự án, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt chóng vánh, mặc dù không người dân nào đồng thuận về việc lấy đất nông nghiệp để giao cho doanh nghiệp. Mặc dù Thủ tướng chưa đồng ý nhưng ngày 3 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định 362 quy đề UBNZ do ông Lê Duy Thành ký phê duyệt đồ án quy hoạch. Tại Vĩnh Phúc, Ủy ban dân tỉnh và FLC cũng dính nhiều sai phạm. Mới đây nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi hai dự án nghìn tỷ của tập đoàn FLC là khu công nghiệp Tam Dương 2 và khu công nghiệp Trấn Hưng. Như vậy Vĩnh Phúc sẽ phải lựa chọn đối tác của các công ty đối tác khác có hay không tỉnh này đã bị ăn một, một, một lời và một lời hứa tức là một ăn một để giao cho một số dự án khác hay là do năng lực tài chính của FLC không đủ để thực hiện tiếp các dự án này đây là câu hỏi mà chỉ có lãnh đạo tập đoàn của FLC mới có câu trả lời xác đáng một số dự án khác trải dài từ Thanh Hóa trở vào cũng dính đầy những sai phạm. Mà dù thanh tra xong lại đâu vào đấy và chưa có sai phạm nào bị xử lý, dù nhiều sai phạm được kết luận thanh tra là nghiêm trọng. Gần đây nhất, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi giao hơn 1.026 hectare cho FLC triển khai dự án vùng ven biển huyện Bình Sơn. Ngày 30 tháng 6 năm 2019, FLC Quảng Ngãi đã khởi công trên vùng ven biển huyện Bình Sơn thuộc khu đô thị mới Vạn Tường với 4 phân khu là khách sạn resort và hai khu đô thị biển với tổng đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây được cho là dự án trọng tâm của FLC và đầu năm 2020 Quảng Ngãi thúc giục FLC lập dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Lý Sơn với diện tích 22 hectare. Có thể nói đây là một siêu dự án tại Quảng Ngãi. Dự án tại Quảng Ngãi muốn triển khai nhanh. Nên mới đây 17 tháng 4, Chủ tịch Trần Ngọc Căng ra công văn hỏa tóc gửi cho các ban ngành hỗ trợ tối đa cho FLC để phục vụ dự án. Cùng với đó họp ban thường vụ và đề xuất thường trực tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng trước 500 tỷ đồng để phục vụ cho đền bù và giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho FLC. Bài học của tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hạ Long, Bình Định mới ngày đây nhưng lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi không lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm. Phải chăng do lãnh đạo của các tỉnh bạn vẫn chưa bị xử lý kỷ luật nên việc tỉnh Quảng Ngãi rước FLC bằng mọi giá là việc làm bất tuân lệnh của thủ tướng cũng như các văn bản luật về đất đai, quy hoạch đô thị trong kỳ họp mới đề nhất của ủy ban kiểm tra trung ương đảng ngày 27 hay ngày 28 tháng 4 năm 2020 dưới sự chủ trì của ông trần Cẩm tú các các có các kết luận sai phạm nghiêm trọng trong lãnh đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai tài chính ngân sách các dự án đầu tư của ông lê viết chữ bí thư tỉnh và ông trần ngọc Căng, chủ tịch tỉnh phải chăng đây là tiếng súng cảnh báo cho các việc làm sai phạm đặc biệt là với các dự án đầu tư trọng điểm liên quan đến đất biển, đất rừng và đất quốc phòng tại đây. FLC Group những năm gần đây khá bết bát, điều này có thể thấy xung quanh việc vay nợ lớn và khả năng sinh lợi kém, chưa muốn nói là kinh doanh thua lỗ dẫn đến nguy cơ không trả được các khoản nợ. Nợ lớn nhất của FMC rất nhiều từ các đối tác cho đến các cán bộ nhân viên nợ lương nhưng cái nợ lớn nhất của FFC đó là nợ lời hứa. Có lẽ chưa bao giờ thấy lãnh đạo tập đoàn này thôi hết hứa và hứa từ năm này sang năm khác. Trước hết là hứa với cổ đông, tiếp sau là hứa với đối tác và cuối cùng là hứa với lãnh đạo các tỉnh mà đơn vị này triển khai dự án. Nhưng người ta nói lời hứa cứ ngày càng xa dần và biến mất vào khoảng không gian vô tận. Và những người được hứa vẫn hy vọng vào lãnh đạo của tập đoàn này bởi sự hào nhoáng vẻ bề ngoài. Cho đến bây giờ khi mà tình hình tài chính kiệt quệ FLC mới lộ rõ được những góc khuất mà hiếm có đơn vị nào phản ánh nhất là báo chí chính thống. Việc nợ của Bamboo Airways BAV với Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam 200 tỷ đồng chỉ là chuyện nhỏ. Số nợ đơn vị này hiện nay đã lên đến 4.000 tỷ đồng trong một thời gian bay ngắn và nguy cơ duy trì hoạt động bay gặp nhiều trở ngại nhất là khi nguồn tài chính của BAV cũng như của FLC hiện không còn đủ để đáp ứng. FLC Group quý 1 năm 2020 lỗ trước thuế theo báo cáo gần 1.900 tỷ đồng. Công ty mẹ lỗ 1.172 tỷ. Trước đó, quý tư năm 2019, FLC cũng lỗ sau thuế hơn 578 tỷ đồng, được lý giải là do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lớn. Điều này lý giải là FLC đang ngập trong nợ nần. Quý 1 năm 2019, nợ ngắn hạn là 14.000 tỷ. Đến quý 4 năm 2019, số nợ này là gần 15,7 nghìn tỷ đồng, tính tổng nợ lên đến gần tỷ đô la Mỹ. Quan các tỉnh chưa bị xử lý nhưng anh căng. Tới đây sẽ sắp phải chịu án kỷ luật khắt khe của đảng, có thể sẽ trở thành củi. Và lãnh đạo như các anh không làm được gì cho dân thì nên hết tháng nhận lương là đủ. Để đến lúc này khi mà chuẩn bị dính án kỷ luật Quảng Ngãi cũng đang bị băm nát như tương rồi đó thôi. Thưa anh chị và anh Căng, anh đã nghe lời hứa và lầm tưởng trải thảm đỏ đón rước tỷ phú. Hóa ra đấy chính là chú trộm đó anh hai anh ạ. À. Nợ vay lớn của FLC sẽ là gánh nặng không chủ cho các chủ nợ, các ngân hàng và nó còn là gánh nặng cho chính phủ và có lẽ là ông chủ của Trung Quốc sẽ tung tiền ra để mua lại với giá rẻ và sau đó sẽ thao túng thị trường cũng như chính trị ở trên mảnh đất hình chữ S Việt Nam này. Sẽ lại có quá trình tái cấu trúc nợ mà trước đó. HACL cũng được tha cô vào cứu khỏi thần chết trong gang tắc. Ai là người sẽ cứu FLC? Và chắc chắn một điều là ai cũng có thể nhìn thấy đó là Trung Quốc sẽ đứng sau FLC, cứu FLC và mua lại với giá rẻ và sau đó sẽ thao túng thị trường. Đại gia bí ẩn đổ 3.000 tỷ vào Bamboo Airways báo hiệu một sự đổi ngôi. Động thái tăng mạnh vốn có thể là dấu hiệu cho một sự đổi ngôi ở Bamboo Airways khi mà thị trường một năm qua dâm gian đồn đoán về việc ông Trịnh Văn Quyết đang giao bán hãng bay này. Ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục gắn bó với Bamboo Airways hay đã đổi chủ. Như tin đã đưa hàng không che Việt Bamboo Airways trung tuần tháng 4 năm 2020 vừa công bố thay đổi đăng ký kinh doanh điều chỉnh vốn điều lệ từ 4.050 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn thị trường hàng không cả trong lẫn nước ngoài đang rất khó khăn thua lỗ nặng nề thì động thái tăng vốn của Bamboo Airways đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Sự quan tâm này còn đến trong bối cảnh FLC Group, công ty mẹ của Bamboo Airways báo lỗ kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong quý 1 năm 2020 cùng nhiều dấu hiệu rõ nét về tình hình ngày càng khó khăn của cả hệ sinh thái của tập đoàn này. Bởi vậy, Việc FLC Group hay vợ chồng của Trịnh Văn Quyết tiếp tục đầu tư lớn vào Bamboo Airways là một kịch bản khó xảy ra, đồng nghĩa với những đồn đoán về việc một tên tuổi mới sẽ xuất hiện tại hãng hàng hãng bay này. Tất nhiên, đây chỉ là một giả thiết mà chính xác thực chỉ có thể là người trong cuộc mới có thể tường minh. Song biết rằng những tin đồn về việc ông Quyết Bamboo Airways đã xuất hiện từ khá lâu với tần suất tăng dần trong một năm đổ lại. Đỉnh điểm là ngay trước thời điểm tăng vốn vừa qua, Bamboo Airways đã phải trực tiếp đăng đàn khẳng định không có chuyện bán 49% cổ phần cho Trung Quốc như lan truyền trên mạng xã hội. Trở lại với đợt tăng vốn 7.000 tỷ đồng nếu không phải Trịnh Văn Quyết thì ai đủ nguồn lực và tham vọng để tham gia vào lĩnh vực hàng không ở Việt Nam? Lưu ý rằng không chỉ là phần vốn gần 3.000 tỷ góp vào mà còn là nguồn lực rất lớn để tiếp tục đầu tư vào Bamboo Airways và không loại trừ là mua lại luôn cổ phần của các cổ đông sáng lập. Xét trong khối các đại gia ở Việt Nam được đánh giá cao ở mức độ sẵn tiền, có thể kể đến ông Nguyễn Đăng Quang, Emsen Group, Hồ Hùng Anh, Techcombank, Ngô Chí Dũng, VB Bank, Dương Công Minh, Him Lam, Vũ Văn Tiền, Chi Simco, Đỗ Minh Phú, DOGI, Nguyễn Thị Nga, BA Trần Anh Tuấn, TNA, Phương Hữu Việt, Việt Phương, Đỗ Quang Hiển, TNT, Bùi Thành Nhơn, Novaland. Theo tìm hiểu, một vài trong số những tên tuổi lớn trên đây từng bày tỏ hứng thú với Bamboo Airways song cũng mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu, còn chưa tới giai đoạn đặt vấn đề. Làm hàng không ở Việt Nam rất khắc nghiệt mà sự rút lui của anh cả Vingroup với dự án VinBI là minh chứng lớn hơn cả. Ngay cả nhóm chủ Techcombank với nguồn lực khổng lồ từng tham gia sâu vào các dự án hàng không của Vasco cách đây chừng 5 năm xong cũng đã phải rút lui. Các đại gia Việt còn lại nhìn vào đó có thể thấy được khó lòng đổ nhiều trăm triệu USD vào một lĩnh vực mà tính rủi ro cao, cạnh tranh lại rất lớn. Vậy thì còn miếng ghép nào phù hợp với Bamboo Airways phải chăng là nhà đầu tư ngoại? Mà trong bối cảnh kinh tế thế giới trao đỏ đảo như hiện nay, nhà đầu tư tư nhân nào dám đổ tiền vào hãng hàng không lỗ trải dài theo cấp số nhân từ khi mới thành lập đến nay nếu không có ý đồ ngoài lợi nhuận? Vậy thì ai sẽ là nhà đầu tư bí ẩn này nếu không phải là Trung Quốc? Một diễn biến ít người chú ý, để ý đó là Nghị định 89 trên 2019 thay thế Nghị định 92 trên 2016 đã bỏ quy định hạn chế thời gian chuyển nhượng cổ phần trong lĩnh vực hàng không 2 năm. Nếu tính theo Nghị định 92 trên 2016 và căn cứ ngày được cấp phép 12 tháng 11 năm 2018 thì phải nửa năm nữa Bamboo Airways mới có thể bán cổ phần cho nước ngoài. Tuy nhiên, Nghị định 89 trên 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đã mở toang cánh cửa cho Trịnh Văn Quyết. Dĩ nhiên trong trường hợp doanh nhân này có ý định bán Bamboo Airways cho nhà đầu tư ngoại. Dù vậy, phải nhấn mạnh rằng bán cổ phần hàng không cho nước ngoài là việc rất nhạy cảm Bản thân Nghị định 89 dù đã cởi mở hơn song vẫn ràng buộc tỷ lệ sở hữu nước ngoài chỉ được tối đa 34% hay cổ đông lớn nhất phải là cá nhân hay pháp nhân Việt Nam, nếu là pháp nhân thì không được có quá 49% vốn ngoại. Và trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu đang khủng hoảng như hiện nay, chắc chắn không nhiều nhà đầu tư ngoại bị hấp dẫn bởi một hãng bay còn non trẻ ở Việt Nam. Bởi thế nên trong trường hợp ông chủ của flc group muốn bán bamboo airways không ngoại không loại trừ bên mua là một tên tuổi lớn trong nước tuy nhiên không phải khối các đại gia việt mà là một nhân vật đủ tầm đủ tham vọng mới có thể thu xếp được nguồn vốn khủng từ những thị trường đang khao khát muốn có phần trên bầu trời việt nam Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi